Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh bức xúc khi bị đồn tra đi. Câu chuyện nghệ sĩ bị đồn thổi tra đi không còn quá xa lạ. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tiếp tục bị đồn không qua khỏi, khiến ekip vô cùng bức xúc. Ngay lập tức, phía nam nghệ sĩ cải lương đã lên tiếng đính chính và phê phán hành động vô nhân tính, cố tình câu view của một số bộ phận. Nhà báo Song Minh cho biết, sau khi hay tin đã nhanh chóng liên lạc với nghệ sĩ Vũ Linh và khẳng định hiện sức khỏe của ông Hoàng Cải Lương đang rất tốt, mỗi ngày đều tự nấu ăn bổ dưỡng. Nam nghệ sĩ cũng như ekip khinh những ai làm những điều bất chấp như thế này. Vũ Linh đâu dễ ra đi, 2 tiếng đồng hồ vừa qua có biết bao cuộc gọi tin nhắn cho Minh hỏi thăm tình hình của ông Hoàng Cải Lương, Hồ Quảng, Vũ Linh, có người còn bật khóc nức nở. Chuyện gì đang xảy ra vậy ta? Thì ra là cái kênh YouTube vạch tích câu view trực tiếp lễ viếng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại nhà riêng, nhưng bên trong thì lại là những thông tin cũ trích. Mình thực sự không thích trò chơi ú tim này nha. Mình khinh những ai làm những chuyện tán tận lương tâm như thế. Mình vừa gọi điện cho nghệ sĩ ưu tú Phủ Linh tức thì. Ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng vẫn khỏe mạnh, vẫn mỗi ngày một món ăn tự nấu rất bổ dưỡng. Ekip lên tiếng phủ nhận tin đồn. Bên cạnh đó, nhà báo Song Minh cũng chia sẻ câu chuyện nghệ sĩ Vũ Linh rất hạn chế lên báo, cũng như không muốn trả lời phỏng vấn báo chí vì đó là tính cách của ông Hoàng Cải Lương. Ngày 9 tháng 1 tới đây, Vũ Linh sẽ tái xuất trong mini show Kiếp Cầm Ca của nghệ sĩ Hồng Nga nè. Vũ Linh luôn có tâm với nghề, sống trọn tình trọn nghĩa với khán giả, đồng nghiệp, người thân. Vì vậy, Vũ Linh không dễ ra đi đâu nha. Nhiều đồng nghiệp của Minh hỏi có cách nào kết nối để phỏng vấn Vũ Linh. Minh chỉ biết lắc đầu, khó lắm. Gần 10 năm nay, chưa ai phỏng vấn được Vũ Linh. Vũ Linh không lên báo, không xuất hiện trên truyền hình, hiếm hoi diễn trên sân khấu. Vậy tại sao Vũ Linh vẫn còn sức hút kinh khủng như thế? Những ai đã từng yêu mến nam nghệ sĩ từ hồi bé cho tới lúc tuổi già, mình cũng dám chắc chắn tình yêu ấy không bao giờ thay đổi theo thời gian, vậy mới là Vũ Linh chứ. Hôm bữa chị Cát Phượng cũng bị đưa lên bàn thờ trong cái ngày chị khai trương quán cà phê, nghệ sĩ Chí Trung cũng bị vạch tích câu view Bảo Anh vừa ra đi, ca sĩ Phi Nhung thì bị cho là giả chế vẫn còn sống bên Mỹ, đại diện ekip cho biết. Qua bài viết của ekip, nghệ sĩ cải lương Vũ Linh một lần nữa là hồi chuông báo động cho những ai đang cố tình dùng tên tuổi nghệ sĩ để câu view. Đây là hành động đáng lên án và cần pháp luật vào cuộc để bảo vệ hình ảnh cho anh chị em nghệ sĩ.